Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Thu Loan. Hôm nay thì mình làm một món bún gạo ha, trộn khô chay cho gia đình cùng ăn. Món bún gạo đây thì mình trộn cũng đơn giản, rau, đậu, nấm, chi phí cũng rỉ, nhưng ăn rất là ngon cả nhà. Lâu lâu thì mình cũng đợi bữa cho gia đình ha. Mình mời cả nhà cùng mình vào bếp để làm món bún chay luôn. Tất cả nguyên liệu để làm bún gỏi chay á, mình chuẩn bị sẵn rồi, mình sơ chế sạch sẽ ha. Mình có 200g giá nè, có 2 miếng đậu hũ, hũ chiên, có 200g nấm đùi gà ha, với 2 trái dưa, salad, đây là bero, cái củ đây, củ bero để mình phi cho nó thơm ha, thay thế hành củ đó nha, mình ăn chay á, rồi một ít rau tiết tô, rau thơm, mình có 500g bún ha, bún gạo mình để mình ngâm cả nhà, mình rèm luôn. Đó là 100g đậu phộng, phộng này thì mình mới mua về. Bây giờ mình sẽ xắt cái nguyên liệu này ra ha. Miếng này mình xắt nhỏ để mình chiên lại nè. Chiên lại cho nó vàng ăn nó đậm biếng ngon. Còn cái nấm đùi gà đây thì mình cũng xắt nhỏ ra luôn để mình chiên. Đắt mình cũng sắc kiếm nhỏ này nè. Nhỏ chừng này còn ngon, chừng đó mình sắc ra một chồng bún thì mình sắc thật nhỏ. Thì tơ thì mình sắc nhỏ nữa ha. Cho nó đây
chiên bún đậu nó vàng mình nó nhồi không? Bây giờ còn cái dầu á, mình này cắt bớt cái nước chấm, mình đổ thêm cái dầu vô để mình này phi bê rô ha. Mình thắng bà rô á, mà mình quên để lửa lớn quá, nó hơi cháy xíu nữa cả nhà. Nhưng nó rất là thơm. Nấm thì bây giờ mình cho hạt đường cho bạn, mình cho một hạt đường. Sẵn cái nước dầu này, mình cho một ít. Để cho nó thấm rồi mình cho vô trong cái bạc chiên không dầu á. Chiên ha. Múc ít dầu để chút mình đổ vô trong cái bún mà khi mình trộn á, nó khỏi dính nè. Cho hành rẽ vô. Tắt bếp rồi mình cho cái hành vô, thì mới cái hành rẽ xanh. Mình không có bật lửa lên nữa nha. Bật lửa là cái hành nó chín nó đen. Thì để được rồi nè. Giờ mình bắt được cái nồi không dầu mình chiên ha. Giờ thì mình để cỡ 15 phút ha, còn thời gian thì mình để 80 phút. Thời gian thì mình chờ coi như là chiên cái nấm, rồi đây mình cũng rang bột phẳng rồi. Giờ mình đổ nước sôi vô đây mình ngâm ha. Vặn cái nút này. Nước thì nó nóng, cái nhà nước sôi nè. Thọc tay vô lại phòng tay mình luôn á. Khỏi cần là bắt tên là mất công. Rồi, mình sẽ ngâm cỡ 10 phút ha. Bây giờ mình sẽ tắt máy này. Xem nó tiêu còn xíu cả nhà. Nãy nhiều lắm à. Rồi mình cho ra chén luôn nha. Mì thì mình nè, nãy giờ mình đậy nắp lại nha. Mình ngâm cũng được 10 phút, bây giờ nó mềm rồi cả nhà. Bây
Bây giờ mình sẽ đổ ra hả? Đổ ra mình xả nước lạnh rồi mình mới cho chút dầu vô. Cho ít dầu vô đây cho nó khỏi dính nè. Dùm phê phê nước là tương ha. Phê nước tương này. Bây giờ bẻ muỗng đường. Nước sôi mình cho vô. Nước tương thì mình phê bình thường thôi. Không ăn chanh cả nhà nên mình không có bắp chanh. Rồi mình đem đếm lại. Ngọc mình cho thêm nước tương vô. Mình ăn bún thì mình ăn ăn lạc lạc vậy mình chan nổi nước luôn nó mới ngon. Giờ mình cắt vô đây là hai chị ớt ha. Chén nước tương mình đã phê xong rồi, mình sẽ cho bún lên tô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bún lên tô này. Bún rén ngon quá nhỉ. Mình cho đậu với rau, thì cho giá nữa. Giá đây thì mình cũng trụng rồi. Bây giờ mình cho dưa vô. Tiếp theo mình cho nấm đùi gà ha. Rồi mình bỏ Petro Phi vô luôn nè. Bỏ hai tô cho nó đều. Rồi mình cho mỡ hành vô. Tiếp theo mình sẽ cho mình rất là phộng lên nè. Uống bún trộn thật là ngon. Giờ mình cho nước tương lên. Khi mình cho bún ra tô á, mình nhìn thấy ngon quá cả nhà ơi. Giờ này cũng hơi tối rồi, mình đang đói bụng nữa, mình thấy mình là muốn ăn liền ạ. Cái món bún khô này không những mà mình, cũng là con mình cũng rất là thích ăn cái món bún này. Tuy nó đơn giản thôi, nhưng cái món chay này mình ăn nó đem lại cái sức khỏe của mình nó tốt hơn là mình ăn thịt. Thôi mình xin tạm dừng clip ở đây, mình chúc cả nhà luôn bình an và dồi dào sức khỏe tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye.